Right, so how are you today? Yeah, good. Very Okay, good. so can you tell me what did you do today? Yesterday? Sorry, Very good. yesterday. Yesterday. What did you do yesterday? Did you do something special yesterday? Yeah, I go with my family go to the restaurant. Went to rent. Okay, great. What else? Yeah, and this is a very nice restaurant in Amsterdam. A little bit expensive, but very good food over there. This is a restaurant for Japan, Japanese and this food. all can eat. You can all can eat over there. So, can you tell me, fill me in about that? That means give me more detail about it. With appetizer, what did you have? Or some parts of the meal, right? Like entree or beverage, something, salad, like that. No, I choose sushi over there. Sushi. Okay, great. Is that a Japanese restaurant? Yeah. Great. Okay. Yeah, very good. So, do you want to come back? Well, I came there 3 times. Three Have you times. know? See the third time. Yeah, that's great. Yeah. Okay, very good. Yeah. Right, so now let's go make our lesson today. Can you tell me four parts of meal that we learned before? Có ba cái chính trong một cái menu nè. So, can you tell me about them? Đó, phải four hả? Four. Four đó. There are Four. four parts of a meal, right? Okay. Step one is appetizer. Step two là salad. Three is entree. And four dessert. Four. Okay, Bây giờ như là five, lớn phong ta, five parts of the phải meal, right? là nước giải khát có luôn hả? Buffinets. Như nó cũng Buffinets. có giống đó, tại vì mình ăn xong thì mình phải uống đó, right? Buffinets. Beverage. Buffinets. Great. Buffinets. Em quên nói lại cái chuyện cái mà chị nói nha. So now just you got a small mistake, right? Tức là I went to, not I go to nha. Okay. I When you went. talk about something in the past, you need to change the verb into past simple tense, you know? That's great. So just remember that. Okay, great. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào bài nha. Okay, now just jump right in the new lesson now. Okay. So now look at here. Can you tell me again about the topic here today? The topic here today is food and As for food and Food. restaurant. Okay, so now look at the picture over here. Can you tell me what things that you learned gonna learn today? I mean, Is it by money? pay the money is either bill, right? Okay, but right, that's great. Related to recommendation, okay. Hôm nay mình sẽ học về cái ask for a restaurant recommendation when you want to find, look for a good restaurant. You ask somebody about it, right? Đúng không? Yeah, that's great. So now repeat that, please. Ask for a restaurant recommendation. Now say.
Rồi, mình sẽ đọc cho nó nha. Lesson 1 là gì? Đó. Rồi. As for a restaurant's recommendation. Recommendation. Rec, mình nhớ làm đầu chút xíu. Recommendation. Recommendation. Okay, good. Right, okay, there are three sections that we're gonna learn today. Now, the first section is vocabulary. Categories about, sorry, categories of food. This next section is grammar. There are with count and uncount nouns, anything and nothing. And the last part is conversation model, a restaurant recommendation. Mình sẽ phân loại thực phẩm nha, ok. Theo mình thì categories of food thì mình có những loại thực phẩm như thế nào? So can you tell me? Trong cái nói chung là trong cái bảng thực phẩm thì mình sẽ có các loại thực phẩm nào? Okay. Như là gì? Rau củ đúng không nào? Rồi gì nữa? What else? Trong cái bảng. Seafood nè. Rồi thịt, cá, trứng. Đúng không nào? Đúng rồi. Thì đầy đủ thì mình mới có đủ dinh dưỡng nha. Ok, that's great. Rồi mình sẽ đi vào chỗ này. Ok, now, let's go. Vocabulary. Right. I think these are good. Now just dive in. Ok, dive right in fruit part. Ok, so now there are some different kinds of fruit that you can see here. Now, the first one, apple. Apple. Now, so, do you like apples? Yeah. Yes. So, how often do you have apple? You eat apple? Three times a week. Three times a week? But I think it's better if you have one apple per day, right? It's important. Yeah. I know, but I need to eat another example, cherry or strawberry every day, not just apple. So I think apple is not your favorite fruit, right? It's not really your favorite fruit, right? It's not my favorite. Yeah, that's great. Now, let's move on. We have bananas. Okay, now we do that. Bananas. Bananas. Okay, that's great. So, do you often eat bananas every day? No. I know this is very very healthy, but I don't like that. Great. But you can cook at bananas. I mean, change it into some kind of cake, right? Cake or fruit, you know? Something like that. Some product from bananas, right? Okay. So let's move on. We have grapes. Okay, now do that. Grapes. Okay. Can you describe about this? Can you describe them? No. Basic sentence. Okay. Short sentence. Mình chưa ăn cái trái này luôn á trời. Grapes là nho, không ăn nho luôn hả? Have you? Oh. Nho mà. Nho đen. Ủa gì hả? Nho đen á. Trời ơi, ở đây nó là dragon. Grapes. Cái tên chắc có lẽ là cái đó là tên của loại nho đó. Giống như là nho gì, vải gì, vải tên gì đó, right? Chứ hầu như là nho là grapes hết nha, okay. Right, so, now, do you like grapes?
Great. Mm-hmm. Yeah, great. It's blue. I like green. Mm-hmm. Not dark. Cái này màu gì ra? Này giống như màu. It's not real, really. Này giống như tím, tím là bầm. Cobalt blue. Cobalt. Purple. Yeah, that's great. So now let's move on. We have orange. Now repeat that. Orange. Okay. So do you use an like orange juice? Do you like orange juice? A lot. I drink every day. Mm-hmm. You do. Do you buy it by yourself? Do you do that by yourself? Yeah. Mm-hmm. Somebody like to go to the coffee shop because they don't want to do that. Mm-hmm, that's great. So now let's move on. We have vegetables. Vegetables. Okay, now repeat. Vegetable. Mm-hmm. Vegetable. Mình sẽ đọc nhanh cho nên ha. Mình học đọc vegetable mình đọc là vegetable nha. Vegetable. Okay. So there are some different kinds of vegetables that we see from the street. The first one is carrots. Now say that again. Carrots. Mm-hmm. Carrots. Good. Carrots. And next one is peppers. Okay. Peppers. Mm-hmm. Peppers. Pepper. What does it mean of it? So. Ớt, nhưng mà ớt này ớt gì? Ớt chuông nha, okay. Different color. Ủa, còn cái kia thì nó gọi là cái gì? Nó cũng gọi pepper. Ừ, pepper luôn. Okay, so now let's move on. We have broccoli. Okay, broccoli. The next one. Broccoli và cauliflower đó. Cauliflower là bắp cải, bông cải trắng á. Cauliflower. Còn broccoli là bông cải xanh. Okay, so which one do you prefer? You like cauliflower or broccoli? Broccoli. Mm-hmm. Yeah, that's great. Broccoli này ăn ngon hơn nha. It's more delicious than cauliflower. Mm-hmm. So now let's move on. We have onion. Now repeat that. Onion. Okay, onion. Do you like the smell of onion? Oh no, no. It's so strong, right? It's so strong. Right? So strong. Mm-hmm. But the smell, the taste is good, right? When you taste it. Mm-hmm. It's good. Mm-hmm. It's make the meat or some kind of meat is more delicious, right? Mm-hmm. That's great. Now let's move on. We have meat. Nói về meat thì mình có rất là nhiều loại meat ha. Nếu mà chia ra thì mình có bao nhiêu loại? Okay. Nhiều lắm à. Meat. Thì mình sẽ có thịt gì nè? Thịt nạc, đúng không nào? Thịt nạc. Cái những cái loại này mình gọi là thịt nạc nè, right? Thịt mà nó không có mỡ, ít có mỡ. Right, like lamb nè, rồi sausage. Sausage này là người ta cũng lấy thịt này kia, hầu như là nạc nhiều ha. Rồi beef là những cái miếng thịt á, không có chứa mỡ á, thì người ta gọi là lean meat. Ok. Lean meat. Lean meat. Lean. L-E-A-N. Lean meat. Lean meat. Ok. L-E-A-N. Ok, good. Right, so now to speak out loud all these words. The first one is chicken. Now repeat that. Lamb. Chicken. Okay, lamb. 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 Sausage. Sausage. And the next one is beef. Beef. Okay, that's great. So which one do you refer among these kind, different kind of meat? Beef. I like beef. You like beef? Okay, that's great. And maybe it is the more nutritious food, right? Yeah. Nó dinh dưỡng nhất phải không nè, right? Yeah. Mm-hmm. That's great. It's healthy. Rất là sắc. Mm-hmm. Great. Okay.
You lack of iron, right? Now, next, iron là sắt, right? So now let's move on. We have some kind of seafood. Now the first one, is fish. Fish. Fish này là cá biển đúng không nè? Seafood là biển. Yeah. Thuộc về biển chứ. Right, so clam, now say clams. Còn con cá gì đồng thì mình cũng đó luôn đúng không? No. Nhưng mà mình nhìn nó với cái diện mạo khác thôi. Okay, right. So clams. Clam là gì? Clams. Clams. What does it mean? Đúng rồi, okay, that's great. Do you like it? Yeah, sure. It's my favorite food. Yeah, that's great. So, how about the next one? We have swim. Now say swim. 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 Swim, good. Swim. Swim, good job. Now, next we have crab. Okay, crab. 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 Do you like it? Yes. Do you like crabs? I love that. Do you like most of the seafood? Yes. That's great. But are you, I mean, about your body, are you allergy with this kind of, do you allergy with this kind of seafood? If I choose meat and seafood, I choose seafood. Okay. Allergic to the seafood. Có nhiều người thì allergic ha. Okay, to the seafood. They feel uncomfortable with their skin, right? It's red because, you know, and next we have cranes. Okay, cranes. Now say cranes. Okay, we have pasta. Now say pasta. Pasta. Cái đây là cái tinh bột không? Ủa phải không? Cái dạng tinh bột đúng rồi. Pasta cũng tinh bột này nhưng mà nó ít hơn không? Khi mà chế biến ra rồi thì nó không có nặng bằng rice đúng không nè? So we have rice. Rice. Pasta. Rice. Noodles. Noodles. Noodle. Bread. Noodles. Bread. 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 Mình thấy trong đây là cái dạng nào mà chứa nhiều tinh bột nhất nè? Bread. Oh no, pasta. Pasta với lại noodle ha. Noodle. Noodle mà theo dạng mà hủ tiếu của mình nha. Là cái có mập. Nhưng mà noodle theo kiểu mà noodle mì mà trong gói á. Chế biến sẵn. Noodle mà gói của người ta đó là ăn nó nhiều ha. Mà nó tại nó có chiên này kia rồi trong. Dầu nhiều. Chứ mà hủ tiếu thì ăn không có bị mập. Không mập không? Right. So next. Which one do you often use for your breakfast? Pasta, rice, noodles or bread? Rice and noodle. That's great. Do you do it by yourself or you like? No. My mom. Okay. Maybe she has to wake up and get up so early to prepare something, right? Yeah. That's great. And plastic for the food she make. What? Can you tell me again? She cooks very nice. I love that. So, have you ever think that one day you will replace her? Replace her? You have to have her at that position. Nó là một ngày ấy, hả? One day, I mean one day you will have her instead of her. You will cook breakfast, get up early and prepare for something. No. Something for breakfast.
Because one day she will get older, right? So I think you should. If I cook, she cannot eat. Okay. Yeah. That's true. So, she don't need she don't need my injection. Okay, that is a good reason. Okay. So let's move on. We have daily products. So, now what is it mean? Repeat that, please. Dairy product. Yeah. Huh? Products. Butter. Product. Daily products. Tức là những cái sản phẩm được làm từ sữa ha. Okay. So now repeat that. Dairy products. Damn, man. Dairy products. Okay, products là những sản phẩm ha. Được làm từ sữa. Thì mình có gì đây? Butter. Now repeat that. Butter. Okay. Butter. What? Cheese. I'm eating just now. Okay, cheese. Cheese. Okay. Cheese. Good job. And this one, milk. Okay. Milk. Milk. Okay. Good. Remember, milk. Okay. Now we have yogurt. Now say yogurt. 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 Do you like yogurt for breakfast? For breakfast? No. In dessert. But somebody use yogurt with some, with some grain, right? I don't Đem know. Con gel gì? Cái gọi là mấy cái loại hạt nó gọi là gì nè? Ga gì? Galona hay gì đó. Những cái loại hạt như là hạt điều này, tất cả hạt loại hạt đó, they mix them all together, you know, and use for breakfast. What can you say that louder? Mấy cái loại hạt, some kind of seed, you know, nutritious seed, and they mix them all together, then they use like a small meal of the breakfast, and that is so healthy and that keep fit for the woman, you know. Now let's move on. Lại còn quá nhiều. Now let's move on. We have oils. Now repeat that, oils. Oil. Tức là những loại dầu ha. We have corn oil. Now repeat that, corn. Oil. Good. Oil. And olive oil. And olive. This one. Coconut oil. Oil. Good job. Okay. So, which one do you use to dry something at home? Olive oil. Okay, that's right. Olive oil. Olive oil. Is it expensive? Yeah. Yeah, that's great. It's more expensive than others, right? The others? Look when I get online. Yeah. Okay. But this coconut oil smell too strong for me. Strong, right? Nó mạnh á. Cái mùi dầu dừa ghét. Tôi ghét cái mùi dầu dừa nhất. Maybe it takes you to make your hair or your skin smoother, right? More smoothly, right? Nó trơn phải không nè? And
It just product for hair and skin. Vital. Coconut này nè. Mình dùng để mình làm cho cái tóc. Mùi nó hết chịu. Thì ghét nhá. Dưỡng tóc nè rồi làm cho da mình nó không có bị nứt thế này. Dry skin for most of dry skin. Okay, so now good. But have you ever used corn oil for cooking? Dầu bắp này mình nghe lạ hết ta. Trong cái bắp này đâu có bao nhiêu dầu. Nghe thấy hơi lạ lạ ha. Ta làm ra cũng hay nha. Biết bao nhiêu trái bắp mới ra được chưa? Ok. Từ thời mình nấu bắp không, mình thấy đâu có dầu đâu mà sao dắt được. Hay. Ok. I don't know. Rồi, mình tiếp tục với sweets. Ok. These are some kind of sweets you can eat every day. Candy. Okay, now repeat that. Candy. Now the next one is pie. Pie. Ai nha? Pie. Này bị nhầm đi đó. Pie. Pie nha. Pie. Pie and now next cake. Tại ta in làm nó. Cake. Egg. Cake. Cake. And cookie. Cookie. Ở đây thì mình sẽ phân biệt ra chỗ pie và cake nè. So, can you tell me the difference between pie and cake and the similarities between them? Cái đầu tiên là điểm giống nhau trước đi ha. Tell me the similarity between pie and cake. And then please tell me the differences between them. Ồ, nó giống nhau mà. Không, pie với lại cake khác nhau nha. Nó giống nhau làm từ gì ạ? Flour, right? Flour, bột ha. Đếm. Right. Bột. Bột là mình ưa đọc to nhưng mà nó flour. Rồi tiếp. Như lại có gì? Ủa? Sweet. Sweet. Đều ngọt đúng không nè? Sweet. Both are sweet. Nhưng mà theo như mình tìm hiểu thêm á, thì thấy là pie thì mình thường có những cái vị khác nhau ha, có thể mặn ngọt được, mình ưa có nhân và có những cái vị khác nhau. Còn cake á, thì mình sẽ làm từ bánh bông lan ha và phủ lớp kem như là birthday cake này kia rồi đó. Và này cũng dạng cake và có những dạng cupcake nhỏ. Cupcake nhỏ thì nó được làm chế ra cũng làm từ bánh bông lan đúng không, nó được và nó nhỏ thôi. Thì những cái loại đó mình sẽ gọi là cake, còn pie thì nó có vị mặn ngọt khác nhau nữa, rồi mùi vị nó đa dạng hơn. Không, cái đó là vậy là bánh mặn với bánh ngọt cái gì? Không, đúng không? Bên pie này nó cũng có mặn ngọt luôn, nhưng mà nó đa dạng hơn. Còn cake này là nó chỉ là cái ấy thôi. Nhưng mà sau này thì người ta chế ra bánh bánh dạng mà trứng muối đó, nó cũng mặn nha. Của bên cake á. Thì mình không Ủa, biết cái đó cake chứ không phải là bên bay bay pie bay pie pie sau này thì người ta chế bánh bông lan trứng muối đó, nhưng mà nó không có phủ kem. Thì không biết là bên nước ngoài người ta có gọi cake không, nhưng mà theo truyền thống thì phải có phủ kem ha. Đó là cake nha. Đó là cake chứ không phải bay nha. Rồi, mình tiếp tục tới cookie thì dễ ha, nó hơi cứng, hơi rắn ha, cũng làm từ bột này kia. Rồi, ok. Now repeat that, cookie. Do you like cookies? Do you like cookies? No, I don't like that, but my dad very like that so much. She eat every day with cookie. Okay, eat what? Pie? It cookies every day, right? It cookie, yeah, every day. Okay, so does he drink something with while eating cookies? Mm,
with a chocolate, huh? Hot chocolate, right? Hot là chocolate. Hoặc là mình có thể là green tea, right? Green tea, green. Trà xanh ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục ha. Tự nhiên bắt chỗ nào nó mất tiếng. Chờ em chút đi. Can you see that? Tự nhiên ấy cái tự nhiên lo ấy cái mất tiêu. Rồi bây giờ chị sẽ đọc lại tất cả những cái nãy giờ mình học ha. Now just speak out loud all these words on the screen, please. Okay. Now let's go. Ủa, có hai chữ hả? Apple. Banana. À, chị đọc fruit, cái chị đọc hết bốn từ đó. Khi hồi mình qua cái loại khác. Fruit. We have. Fruit. Apples. Bananas. Bananas. Yeah, that's great. Orange. À, orange. Oranges. Mình có thể đọc theo một từ người ta viết. Oranges. Or bananas. Bananas có S rồi đúng không? Bananas. Or grapes có S luôn nha. Right now let's move on. Mình đọc theo cái hình đi. Từ theo cái hình. Vegetable. Carrots. Peppers. Peppers. Broccoli. Onion. Onions. Mình sẽ đọc ở đây là vegetable nha. Vegetables. Mình sẽ đọc là vegetables. Vegetables. Right, this one. We have pepper ha. I'm an. Và phiên âm là an. Mình đọc là pepper. Không có paper. Paper là giấy rồi. Pepper. Pepper. Yes. Yeah, great. Now, let's move on. We have meat. Now, just. That was say meat, chicken, lamb, sausage, beef, that's great. Seafood, fish, clams, shrimp. Plant. Shrimp. Sweet. Crab. Crab. Sweet. Okay. Squeak. Squeak. And here? Squeak. Sweet. 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 And here? Này mình sẽ đọc là crab. Crab. I'm hơi crab. Ăn xuống. Crab. Like crab. That. Okay, good job. Right, now let's move on. This one, we have some rings. Not like, how tell me rings. Pasta. Pasta. Rice. Rice. Noodle. Bread. Okay, noodles. Có âm sơn nhẹ. Noodles. That's it. Noodles. Dairy. Dairy products, butter, cheese, milk, yogurt. Ở đây mình có là butter chứ phải butter. Butter, okay. Butter. Và chỗ này đó là cheese, okay. Now repeat that, cheese. Cheese. All right, good. Now. Let's move on. This boys. One. Boys. We have. Boy, oys. Oil. Olive oil. Coconut oil. Okay, that's great. Good. This one. Sweets. How about the sweets? Sweets.
Candy. Bye. Cake. Cookie. So now, can you tell me what food is your country well known for? I mean, famous for. Huh? What food is your country that you live now? You currently live now. You Oh, know, everything. famous for. But, Tức là nó nổi tiếng về Favorite food. loại thức ăn nào, chẳng hạn như bánh kẹo gì đó, không biết. Okay. Seafood. Seafood. Yeah. This is I mean, coast, right? Coast country. Yeah. Yeah, this is a coast country. Cái đó là cái đó là cái gì mà nó ướp muối nó ăn sống quên tên rồi. Có cái loại là loại cá rồi ha, là chỉ ướp muối xong rồi ăn ha. Rồi đúng rồi, ăn sống vậy luôn á. But have you ever tried that? Là... Yeah, sure. Yeah. Very good. Yeah, yeah. This good. Good. But is it fresh? Is yeah. it fresh? Nó từ trong tay ướp xong là hơi thấm thấm à. Không, nó cũng bình thường mà. Chẳng ta cũng nhưng có mà nhà chị có mình chị ăn được, mấy người kia đâu ăn được đâu. Maybe they have their own recipe, right? To make that this kind of food. Tức là mình có cái công thức tốt nha để nấu, chứ không phải tự nhiên ông lên đem cá ra muối là không. Thì ai cũng làm được không? So. So how many foods can you create? Use the vocabulary, follow the example. Mình dựa vào cái người ta đã cho sẵn, juice, rồi salad, rồi pie sẵn, rồi mình cứ thay vào cái thực phẩm phía trước thôi. Chẳng hạn như là orange juice thì người ta có apple juice, mango juice, thì bây giờ mình còn cái gì nữa mình kể ra, đúng không nào? Rồi tới salad cũng vậy. So now, let's go with juice. Juice. What else? Mình còn nào nữa nè? Juice. Nhiều lắm. Từ cho xíu. Nó đi đâu hết rồi. Chẳng hạn như trái, là trái dâu trái, dâu tây. Strawberry hả? Strawberry dưa fruit. Hấu. Dưa hấu, right? Rồi trái nào mình ép ra nước được mình uống á, thì mình cứ để vô qua va được không? Nước ép ổi đó. Gì? Qua va. Ổi. Thơm. Thơm là gì quá tiêu không? Gì? Pineapple. Thơm. Pineapple juice. Pineapple one. Pineapple juice. Pineapple juice. Cái đó ăn sống cũng ngon, em ăn lần cũng cái trái. Trời ơi trời. Bởi vì em ăn xương ngon hơn, ăn tốt hơn uống. Tại vì uống vậy mà mình đi ra ngoài, đi ra ngoài cái mình hút nhỏ nhẹ vậy nè, cũng hơi ngại rồi nè, cái đó là dơ tay rồi đó, mình hút chứ mà ở nhà thì ăn. I like to eat. Không bao giờ ăn được. No, no. Chị ăn cái đó không được luôn. Chị đó chỉ ăn hả? Một miếng thôi là cái mỏ. Cái mỏ chị nên bị lủng. Nhưng mà có cái là pineapple tốt nha. Ông này em cũng quên. Bị ho. Là chị ăn xong là nó tan đàm nhanh lắm không? Chị ăn ngày một trái thôi là vài bữa hết ho. Trời ơi, nó hết ho chuyển sang cái mỏ nó lủng. Đừng mẹ mất kia. Ok, nhưng mà em không có bị lủng. Tao ăn được. Ok. À, chị uống nước chị cũng bị lủng mỏ mà. Rồi vậy là chị cái đâu da chị, nó không có thích ứng được với cái chất axit ha, from the pineapple. Không không chị không có ăn cái đó được. Ăn cũng không được. Mấy người kiểu ăn là do cắt cái lồi, chứ cắt cái gì, cắt cái mắt nó không hết nên bị lủng mỏ.
Sao mình ép nước ra mình uống là cũng bị lủng mỏ luôn. Rồi Vậy thôi, được luôn. là axit trong nó không hợp với da chị ơi. Ok. So Rồi much nào. onion Còn mình onion. có gỏi gì nè? Ở bên mình thì có gỏi gì? Mình nói tiếng Việt cũng được. Xoài đúng không nè? Mango salad. Mango juice là cái gì? Mango là gỏi xoài đó. Mango salad. Salad của mình là gỏi đó. Mango Mình có salad sao? trộn. Mình có trộn thêm gia vị, nhưng mà của người nước ngoài là người ta không có trộn muối, đường, bột ngọt gì hết. Đây chỉ là ăn tươi sống thôi, dạng mình tomato, onion, bữa hổm là mình cắt ra, mình thấy không? Cắt không ra vậy đó. Thì mình cũng có dạng đó, nhưng mà mình chỉ chấm với thịt kho chẳng hạn. Right. Nhưng mà mình không ăn onion sống. Rồi, tiếp nha. Mình có là apple gì? Apple pie. Apple Pie. Vậy bây giờ mình sẽ đổi một cái loại trái cây khác đi, chẳng hạn bánh chuối được không? Nó cũng có nhiều người làm bánh chuối đó, bánh chuối đó. banana. Banana pie, right? Rồi gì nữa, bánh gì nữa? Mango pie. Yeah, that's great, good. What else? Có làm pumpkin không? Pumpkin pie không? Bánh bí đỏ Hả? đó. Có chứ, bánh bí đỏ đó, pumpkin. Bánh bí đỏ cũng làm được đó, tại vì mình thường mình cũng ngán ăn bí không, nấu canh rồi đó. Bây giờ làm ra bánh thì nó cũng dinh dưỡng như vậy, nhưng mà ăn nó ngon. Thì người ta cũng làm pumpkin luôn, right? Pumpkin. You know pumpkin? How to write that? Chị biết how to write that không? Mình biết viết ra. Rất là nhiều. Biết viết chưa đó không? Can you write that? Bữa nay bốn thanh bị ấy hay vậy? Nói nghe ra. Nghe em nói không? Nghe em nói không? Không nghe nha. Nghe không? Giờ này Bây giờ nè. nó giật rồi nha. Nghe nha. Chị dùng 4G đi. Bật lên nào. Trên đi đó. 4G đi. Chú chút xíu. Dựng giật hoài, sống mạng gì đâu, yếu dữ á. Không lẽ tại xa chị ơi, tại xa quá. Nếu mà đi À, từ 4G rồi đó. chị đi máy bay từ đó là bao xa nè, how long? From your country to Vietnam. 20 hour. How many hours? 20 hour. Hours. How long? Mình định đi ra được bao nhiêu km à? How many kilometers? Nói sai chứ không biết đâu. Không, Nửa giờ một trái đất. giờ chỉ lên Google là được à? Đánh vô. Bao Đi nhiêu km từ bên ngay chỗ cái chỗ chị nha, cái tên rõ ra luôn. Tên rõ cái chỗ chị ở luôn. Tới chẳng hạn thành phố Hồ Chí Minh đi là được à? Nói tới mấy cái điểm lớn á, bạn ta định vị cho à? Thì mình tính ra là biết nhiêu km, ngay cái thành phố chỗ chị sống đó, tới thành phố Hồ Chí Minh là nhiêu km là ra. Right, so now next mình tiếp nha. Mỗi bước chưa thấy đỡ đó, thấy hết giật đó. Rồi next mình sẽ có grilled fish, tới cái dạng mà nướng nè. Vậy bây giờ grilled fish mình có riêu gì nữa nè? What Grill. else? Giờ mình để cá lên nướng rồi để con gì lên nướng nữa? Bò hả? Ok. Có thịt được Grilled không? Thịt được không? Grill beef được không? beef được. Được chứ? Yeah. Grill. Mình làm barbecue đó. Right? What Grill else? shrimp. Squid. Right, squid đúng không nè? Squid. Ok, là mực nướng nè, rồi gì nữa? Grill gì Tôm nữa? nướng. Grill shrimp, ok, good, shrimp. Exactly. What else? Còn gì nữa nè? Rồi, mình tính nè.
What else? Còn nhiều nữa. Lamb, cừu nướng đó. Right? Trời ơi, dở. Nó hôi rồi nè. Nhưng mà nó có, chắc nó phải ướp chứ, ướp với gia vị đặc biệt đúng không? Không nha, vẫn hôi nha. Nó hôi trong thịt rồi ướp gì. Nhưng mà người ta thích ăn lamb, có người ta cũng thích ăn lamb đó chị. Đúng rồi, người ta thích ăn tại vì người ta thích cái mùi đó. Their favorite smell, right? Yeah. Yeah, next. Giống như là mùi mắm tôm đó, nghe thấm đó. Chị thấy cái câu gì tên mắm tôm có xấu không? Mắm tôm is a real bad name. Không. Chị thấy xấu không? Không. Cái bữa đó con em nói mê nói với con của một nói với cái bà kia sao mà cô không đặt con cô tên mắm tôm bị chữ liền. Ủa tại vậy? Vì nó không biết phải không? Nó còn nhỏ á, cái nó nghe trên mạng nó có tôm đồ này kia cưng đồ này kia đó. Bởi vì nhiều lúc mình cũng không biết cái nói chung là cái cách ứng xử. Bởi vì nhiều lúc thấy ngọn. Rồi. Vậy không cũng bị chữ hả? Thì bị nói đó. Nó kéo em vô luôn. Bởi vì nhiều lúc mình suy nghĩ mình thôi. Mấy người đó biết tốt hay không? Right, okay. Rồi mình tiếp với cái fried ha, fried thì mình fried chiên đúng không? Fried squid. Grilled. Chứ không có grill không mà là grilled. Grilled. À, rồi fried cũng đỡ nữa, fried. Like fried. Đây là mình bắt fried chiên. Chiên đó. Fried. Cái nào chiên là không được. Fried fish. Fried fish. Most of Vietnamese food. Vietnamese, traditional Vietnamese food. Thường mình ưa ăn cái chiên nhiều ha. Ok. Fried. Fried meat cũng được mà, thịt chiên đó. Ướp vừa ăn rồi chiên. Được không? Fried potato. Fried potato. Khoai tây. Right. Tìm potato chiên ra là thành fried rồi, thành chips rồi. Nó có người ta gọi riêng nó thành chips á. Right. Fried. Có còn gì chiên ra được không? Chicken được không? Được mà. Được, chicken. Gà chiên đó, tối ngày người ta chiên gì nè, có cái món là cơm gà sơ mỡ đó chị. Fried chicken á. Đúng không? Lấy gà xối mỡ lên gì nè, chừng nào chín thôi đó, cũng là dạng chiên. Right? Right. Right. Cơm chiên đúng không? Okay, that's right. Fried rice. Okay, good. Right. Now, let's move on. Number six. Tới súp nha. Súp thì bên mình có nhiều loại. Mình có nhiều loại nhưng mà... Potato. Yeah, potato soup. Right, you know. Potato bên soup. Bên mình... chicken soup. Mình ăn canh chua đúng không? Bên mình á. Chú fish canh chua. Mình là sour nha. Sour soup. Sour. Sour soup hả? Nó chua đó. Canh mà nó chua. Sour vô. S-O. Nhưng mà có fish không? Không. Mình bỏ gì vô kệ mình. Giống như mình gọi cái tên nó vậy đó. Đúng không? Tại vì potato này có thể người ta để cái này kia mà người ta đâu nói cái nhỏ nhỏ. Đúng không? Nó nói cái chính đâu. Rồi, what else? Có gì đâu? Rồi, ok, nhiều đó thôi ha. Chúng ta còn nhiều. Bây giờ mình sẽ vô cái grammar đi. Grammar. Rồi, mình sẽ có là there is, there are, with, count and uncount nouns, anything and nothing. Ở đây thì mình nhớ chỗ there is và there are nó có điểm khác nhau thôi. Tức là phía sau there is là danh từ không đếm được. Chẳng hạn như là chất lỏng. Và những cái sản phẩm được làm từ cái chất lỏng đó. Đúng không? Thì mình cũng gọi là không đếm được luôn. Chẳng hạn như là milk, nè, yogurt, rồi cheese, butter này kia. Thì tất cả những đó không đếm được hết nha. Và nước cũng vậy đó. Nước là chất lỏng.
và những cái hợp chất làm từ, nói chung là nó đông đặc lại nước đá gì đó thì mình cũng không có. Sometimes, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ có là there are thì cộng cho danh từ đếm được. Và có thể là phía trước nó cũng some được luôn. Some này nó dễ chịu ha. Tức là mình sử dụng với danh từ đếm được và không đếm được luôn. Chẳng hạn như là some cookies, nó dễ chịu lắm. Rồi, bây giờ thì đặt thử nha. Dựa vào ở trên, mình có there some milk and an apple in the fridge. Or there are some cookies in the fridge, in the kitchen. Vậy bây giờ mình sẽ đặt một hai câu với there is và cái là there are. Rồi, now let's go. There is some water. Like còn em gì kể nó, em gì kể nó. In the gì? Có thể là đặt trên bàn hoặc là gì đó. Mình nói vị trí khác. On the table. Right, good. Right, mình tiếp nha. We have some pies, right? Pie in the kitchen. That's right. Rồi, bây giờ mình chuyển sang cái dạng phủ định của there is, there are ha. Dạng phủ định của there is thì mình sẽ đọc là there isn't. Và phía sau nó có any. Và any này sẽ cộng cho danh từ không đếm được. Còn there aren't thì any cộng danh từ đếm được có s ha. Any này nó cũng dễ chịu luôn, nhưng mà chỉ sử dụng trong trường hợp phủ định thôi. There isn't any cheese, there isn't any water, there isn't any butter gì đó. Nhưng mà there aren't any bananas, apples, mấy cái mà đếm được, được không nè? Chẳng hạn mình nó không có miếng gió nào thì mình dùng cái nào? There aren't any hay là there isn't any? Nào sẽ. There isn't. Tại vì gió đếm được không nè? Mình có lượm gió đếm được không? Can you count wind? Được không? Mình đếm gió được không? Gió sao đếm được? Gió nè, gió. Thì mình dùng any luôn cho em nha. There isn't any wind outside, out there. Ok. Được không? Mấy cái hiện tượng tự nhiên đó mình đếm cũng không được luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp hành. Chị sẽ đặt giùm em hai câu. Ok. Why there isn't any và there aren't any. Now let's go. Okay. There is. Dễ mà. Mình lấy nhớ. Vừa nãy đó. Any milk. Milk được mà. Isn't milk. Isn't any milk. Nhớ nhạc có any. Good. Yeah, that's great. Right. There are any apples. There aren't any apples. Yeah, that's great. Good. Right. Now, next. Rồi, bây giờ mình sẽ đi với cái dạng mà câu hỏi yes, no thì mình cứ thấy to be ra phía trước. There is there thôi, đâu có gì khó ha. Nhưng mà nhớ có any trống cho em nha. Câu yes, no. Và are there cũng vậy luôn. Any. Ok. Rồi, bây giờ mình thử, mình đặt thử nha. Dựa vào hai câu kia. Is there any pasta? Right? On the table. Are there any... or some noodles gì đó thì mình có thể thay bằng cái khác. Được không nào? Okay. Is there any rice? Nhưng mà cái này là đếm được chứ không đếm được luôn hả hay là? Không, cái is there any là không đếm nha, không đếm được nha. Chẳng hạn mình muốn hỏi có miếng nước nào ở trên bàn không? Thì mình nói là is there any water on the table? Cho em chút xíu nha chị. Nha. Em tắt cái này, cái em nói với chị chút xíu.
Right, okay, so now carry on, please. Mình tiếp nha. Rồi, bây giờ thì mình tiếp. Mình sẽ, nãy mình đang nói tới chỗ is there any đó chị. Is there any lúc nào mình cũng sẽ là danh từ không điếm được từ sau. Chẳng hạn chị nói là có miếng nước nào trên bàn không? Đang chị vô chị uống đó. Chẳng hạn is there any water on the table? Chẳng hạn chị. Rồi có miếng, chẳng hạn như là còn miếng dâu nào không? Is there any gì? Yogurt? Yes. The fridge? Chẳng hạn trong tủ lạnh không? Chẳng hạn mình hỏi gì? Chứ mình không được are there, tức là mình phải dựa vào danh từ mình muốn hỏi để mình đặt is there any là are there any, được không nè? Rồi. Rồi mình sẽ tiếp với are there any thì mình nhớ cái nào mà đếm được thì mình hả bắt đầu với are there any nè. Now let's go. Are there any? Are there any fish on the fish? Fish on the fridge. Okay. Fish on the freezer. Fish on the freezer or freezer. Trong cái ngăn đông á, đúng không nè? Chúng ta mình ưa ăn đồ đông. Yeah, that's great. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp. What kind of fruit is there in this fruit salad? Rồi bây giờ mình sẽ coi chỗ này. What kind of fruit is there? Okay. How many eggs are there? Đối với cái dạng câu hỏi này thì mình sẽ dùng is there ha. Dạng what kind of gì đó. Được không nè? Cái loại trái cây nào ở trong trong cái salad thì mình đang hỏi về một loại, đúng không nè? Cái loại trái cây nào nhắm với một loại thì phải is there rồi, right? Thì mình có what kind of fruit is there in this fruit salad. Rồi how many eggs thì cái dạng câu hỏi này lúc nào nó cũng phải số nhiều chứ á, cái dạng đó. Nhưng mà mình nhớ nha, mình nhớ tại vì chỗ eggs này đếm được một quả trứng, hai quả trứng thì mình mới dùng how many, còn không đếm được thì mình how gì nè, cái chỗ này nè. Theo gì? Nào? Much, được không nào? How much nha? Chẳng hạn mình muốn hỏi là có bao nhiêu nước? Chẳng hạn 2 lít, 3 lít gì đó. Bao nhiêu nước? Được chưa? Mà bạn cần how much water do you need? Chứ không được how many water nha. Ok. Nhớ cái nào đếm được, không đếm. Rồi tiếp. Thì you is there with anything and nothing. Rồi mình nhớ chỗ này nothing thì is there, rồi anything có chứa trống thì cũng is there luôn. Chẳng hạn như là is there anything to eat, có cái gì để ăn không, thì mình dùng anything nha, đúng không nè? Is there. Rồi now repeat after me please, đọc lại câu này cho em nè. Is there anything to eat? Đọc xem. Is there anything to eat? Không có gì hết thì mình nói sao nè? There, no, there nothing. There's nothing. Hoặc là no, there isn't anything. Nothing rồi thì không có phủ định, đúng không nè? Phủ định thì có anything. Right? Là không có gì cả. Rồi, đơn giản vậy thôi à. Và chỗ remember, chỗ này người ta kêu là mình sẽ không có sử dụng hoặc là an cho một cái gì nên khao nào được. Chẳng hạn như rice, không có arise được. Đúng không nào? Mình chỉ là rice thôi. Okay, nói chung mất ở. Rất là chứ nhiều lắm. Mình nhìn vô cái mình thấy nhiều ha. Nữa hả? Còn nữa hả? Trời ơi, tới giờ rồi mà còn nhiều quá. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục tới phần conversation này mình sẽ nói ha. Ở không đây thấy thì... gì hết nha. Không thấy hả? Không, thấy em không à, không có thấy chữ. Chưa chán chút. Rồi, thấy không chưa? Thấy, thấy chữ chưa? Thấy, chữ thấy chưa? Em rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy chữ nha. Chữ nha, thấy rồi đó. Chưa. Okay. Chưa luôn hả? Chưa. Trời ơi. Kỳ vậy?
Ừ, thấy chưa? Thì chắc ăn đó. Rồi thấy không? Sao mất rồi? Ok, đáng nói cái phần này cái nha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hành nói phần AB này. Em nghĩ khó cần nghe cũng được. Ở đây thì mình có là could you recommend a restaurant for this? Tức là người này đang ở hotel thì muốn đi ăn ở ngoài như vậy. Hỏi nhân viên phục vụ là could you recommend a restaurant for this evening? Chẳng hạn. This afternoon hoặc là this breakfast. Ô Sorry, đi coi chỗ trống á hả? this morning. This morning gì đó mình chọn buổi vô ha. Rồi, what Rồi biết. are you in the mood for? Tức là gì nè? Mình giải thích chút xíu này. Rồi mình đã đi vô nói nè. What are you in the mood for? What does it mean of it? Bạn Cái muốn bạn muốn cái loại như thế nào? Tức là bạn thích cái gì đúng không? Cần cái loại nào đúng rồi trong trường hợp này thì nói là I don't know maybe có lẽ là ăn cái món gì đó phải không nè I need Là a sandwich hay là gì đó một là mình có thể hungry hai là không I'm hungry thì mình cần cái gì đó rồi thì người A mới người B mới chỉ dẫn nè actually there's a great place nearby có một nơi gần đây it's called tên gì tên cái tiệm đó đó right rồi would you like directions bạn cần hướng dẫn không thì mình tiếp tục với cái người ta kêu recycle this language là hỏi thêm nè thì mình nói of course đúng không A đang cần đi mà of course thì B sẽ hướng dẫn là take this street đi đường này đúng không nè hoặc là mình nói là down the street from the hotel chẳng hạn ha mình đi dọc mình đi xuống đường rồi này kia chỉ dẫn nè rồi bây giờ thì mình sẽ nói cái sơ cái này cái thì rồi nghỉ nha Could you recommend a restaurant for this evening? Tonight. Ừ. Rồi. Hi Mình sir. sẽ nói sao? Ví dụ mình nói đương nhiên rồi, này kia mình nói Of sao nào? course. Ừ. What are you the what are you in the mood for? I don't know, The food, I'm hungry. maybe. Chưa chưa. I like, đúng rồi, seafood đi ha. I'm starving, very hungry. That means I'm Okay. Actually, there are a great place near here. It's called the Shisho Restaurant. Would you like direction? Sure. Oh, you go down the street from hotel between Dam Square and Rosenkranz on the left side of the street. Ok, that's right. Cái này là đúng luôn đó ha. Gì? Đúng không? Đây là Đúng nơi rồi. nơi đó. Tức là đúng luôn cái đường đường đi không? Đường đi Ủa, mà tôi chỉ đường đúng đó. đúng ta. Ok, that's right. Tôi gặp À, như ok. Nên chỉ đường đúng rồi. Ok, good job. Rồi hết bài đó. Rồi. Vì nhà chị nhớ coi lại cái làm bài tập nha. Chưa làm hôm nay nói thứ bảy chủ nhật làm là tới giờ luôn. Okay. Chốt luôn rồi. Thứ bảy chủ nhật này tiệc tùng nhiều ấy. Em tuần sau thứ mấy chị đi du lịch rồi chị nghỉ 2 ngày nha Đi lâu không? Đi nguyên tuần đó nha. không đi thứ thứ ba gì rồi đây cứ nghỉ Vậy là chị nghĩ là không thứ phải là thứ bữa nay là thứ ba đúng không? Ủa, hai bữa nay là đấy thứ hai rồi đấy thứ tư thứ sáu mình học thứ tư sáu đó vậy là chị nghỉ 2 bữa tiếp theo phải không? không chị nghĩ thứ hai thôi thứ ba chị gì rồi thứ tư chắc thứ tư mới gì mệt Sao vậy chị? sau lần Nè nào chị nghỉ chị nhắn cho em đi. ok Nhắn cho em đi nhắn cho bên trung tâm nha chị nói hôm nay chị gì đó không nghỉ gì trung đó tâm nó kêu nhắn trực tiếp với giáo viên bữa chị đâu biết đâu chị nhắn cho em xong chị nhắn nó kêu chị nghỉ 1 ngày chị có thể xin giáo viên trực tiếp nó vậy chừng kêu vậy chừng đôi chị nhắn cho em nha ví dụ ngày bữa đó đó chị nhắn trước cho em chạy tiếng con đường đó tại em ưa lên check tối ngày con bên đó hoài hả chị nghe ok ok nha.
Have a good Bye. night. Thanks, everyone. Have a good day.